Thưa quý khán giả, vấn đề xử lý vỏ chai, bao bì các loại thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng trong thời gian qua, dù đã được hướng dẫn, nhưng lượng rác thải này vẫn còn trong môi trường rất lớn. Chương trình Cùng Nông Dân Bảo vệ Môi trường do Cục Bảo vệ Thực vật, Trung tâm Bảo vệ Thực vật, 22 chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật phía Nam kết hợp cùng tập đoàn Lộc Trời, vừa thực hiện tại thị trấn 1000, huyện Châu Thành A, đã thu gom 1 tấn 2. Số lượng chai lọ thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng được nông dân tập hợp lại cho vào thùng đem lại điểm thu gom. Lượng rác thải này sẽ được chuyển về nhà máy INSEE Ecosaco Việt Nam tiêu hủy đúng quy định. Được biết, trong 7 năm qua, chương trình đã vận động bà con nông dân thu gom trên 60 tấn bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng trên đồng ruộng.